trở lên ạ. Cao 1m65 ạ. Khuyết điểm của em, em nói rất nhiều. Em có một cái tật xấu gì? Em giống như là mù đường luôn á. Người yêu tương lai của em thì anh ấy đừng có mù đường giống em. Mời bạn nam. Thôi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình nha. Dạ, em tên Võ Tuấn Kiệt, năm nay em 24 tuổi, em làm kinh doanh. À, rồi quê mình ở đâu? Dạ, quê mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Liên, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, năm nay em 23 tuổi. Và công việc của em là nhân viên pháp lý cho một công ty kinh doanh về thiết bị y tế. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em sống rất là tự lập. Cái gì mà em có thể tự làm thì em sẽ làm hết, mà em không muốn làm phiền đến người khác. Cho nên là mọi người sẽ nhìn vào sẽ thấy em có vẻ mạnh mẽ và độc lập. Và đôi khi thì đó lại là một cái khuyết điểm, tại vì là các bạn nam nhìn vào thì lại không muốn yêu một bạn nữ mà quá mạnh mẽ và độc lập như vậy. Em biết nấu ăn. Hôm nay thì em cũng muốn tặng cho anh bên kia cũng như là tặng quý vị khán giả một bài hát. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông anh vẫn hay đi về, vẫn nhớ mưa rơi trên đường thầm thì. Bạn ấy muốn gửi một thông điệp là đường vào tim em ôi băng giá đó. Ta cảm nhận thế nào? Bài hát này rất là chân thành, ý nghĩa. Bạn có mấy mối tình rồi? Thì em trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Mối tình thứ nhất là học sinh. Rồi, bỏ qua. Mối tình mới nhất đây nè. Mới nhất là được khoảng 2 năm mấy, 3 năm. Rồi chia tay lâu chưa? Chia tay được 5 rồi. 5 rồi. Quen 3 năm sao lại chia tay em? Dạ, bạn đó đi học rồi có người khác quan tâm. Nó quan tâm thôi chứ nó có gì đâu chia tay. Người đó giỏi hơn mình thì mình phấn đấu, mình giỏi hơn họ, mình đang phấn đấu thì người ta đi theo người đó rồi, trễ rồi ha. Thật ra giờ mình phấn đấu trừ hao đi. Bạn gái, bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em đã trải qua một mối tình từ thời sinh viên, chia tay cũng được 3 năm rồi, và khoảng thời gian yêu nhau thì cũng khoảng 3 tháng. Vậy là coi như cũng chưa có gì sâu đậm hết. Dạ đúng rồi. Rồi mình đặt tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Khoảng từ 1m7 trở lên ạ. Bên kia cao nhiêu? Anh cao 1m65 à. Có 65 mà, rồi sao được không? Thì mình có thể có những cái khác bù lại. Có giày bù lại, không sao. Gì nữa? Dễ nhìn và có thiện cảm là được ạ. Anh dễ nhìn lắm, nhìn là thấy à. Yên tâm, gì khó hơn đi. Em thì cũng hơi hướng nội và em không phải là một người nói nhiều, cho nên là em mong anh ấy sẽ nói nhiều một chút để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai vô tâm ạ. Nhưng mà bây giờ chị em mới 23 tuổi thôi, còn rất trẻ, lý do gì em đăng ký đến bạn muốn hẹn hò? Dạ, tại vì em cảm thấy là tìm một người phù hợp thì rất là khó. Và em thấy chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đã ghép cho rất nhiều cặp đôi mà em nhìn thì em thấy là các anh chị rất hợp với nhau. Thì em cũng mong muốn có thể tìm được một bạn nam và sau đó thì tiến tới hôn nhân. Thưa quý vị, lúc đầu đó mình nghĩ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là dành cho những người mà họ không có cái cơ hội để tìm kiếm một nửa của mình. Nó ngắn gọn là những người bị ế đó, hăm hăm băm 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 ế, đúng không? Nhưng mà Tường cũng có một người bạn cũng nói chuyện với Tường là: Tường ơi, anh có đứa thằng con trai cho tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò giùm cho anh. Mà nói: ủa, con anh nhiêu tuổi? Con anh 23 tuổi mới đi học nước ngoài về. Nói: trời đất ơi, con anh 23 tuổi đi học nước ngoài về, bồ thiếu gì bạn gái, thiếu gì cơ hội đăng ký Bạn Muốn Hẹn Hò làm chi? Nói: không, nhưng mà anh chỉ muốn là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tìm bạn gái, tìm con dâu cho anh, chứ anh không có muốn cho nó quen ở ngoài. Nó mất công nó quen bậy bạ đó. Có nghĩa là uy tín của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày càng được nâng cao. Bây giờ không phải những người ế không thôi, mà những người họ muốn tìm vợ tìm chồng họ cũng tìm đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. 23 tuổi là chuyện bình thường. Anh có một ông bác hàng xóm, bác nói với anh á: Linh ơi, con bác gái mất sớm rồi,
Bác tìm một người tri kỷ hoài mà không có thấy. Coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò 5-6 năm nay rồi, bác không phải tìm người yêu mà bác muốn tìm một người tri kỷ. Bạn Muốn Hẹn Hò có làm được điều đó không con? Con nói dạ được bác. Bác mấy tuổi? Nói bác 91. Có nghĩa rằng từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, mọi người đều quan tâm đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi vì Bạn Muốn Hẹn Hò là chiếc cầu nối hết sức hiệu quả cho tình yêu thương. Bây giờ mình tiếp tục. Bạn muốn tìm bạn gái như thế nào? Một người biết quan tâm, chia sẻ, biết thông cảm cho mình. Mấy cái này bạn gái nào cũng có chứ, cũng quan tâm hết trơn á. Không có hay cằn nhằn. Cằn nhằn đúng rồi, cằn nhằn. Bạn kia có cằn nhằn như vậy bạn gái? Dạ tính em thì không cằn nhằn. Em có càm ràm thôi đúng không? Dạ cái đó cũng không luôn anh. Không luôn, đỡ. Nãy bạn đó kêu là bạn đó cần một người quan tâm nó nhiều xíu. Đó cũng là cái khuyết điểm của em, nên em nói rất nhiều. Tại vì em làm lĩnh vực là về kinh doanh thì mình phải nói nhiều để cho người ta mua cho mình. Thì mình phải làm mọi cách ngọt có, nếu mà phải ngọt người ta mới mua. Nặng cũng có hả? Không, không có nặng. Nặng cũng có là cũng mệt. Giống ai không? Em có hình tượng ai không? Thì cỡ như Khởi My thì được. Khởi My hả? Minh Hằng. Khởi My, Minh Hằng nữa hả? Một cái trải nghiệm đầu tiên mà nó giống giống là cũng được ha. Dạ em chào anh Quy Lợi. Em nãy giờ em cảm nhận cái anh kia như thế nào? Dạ em cảm nhận là anh ấy cũng khá là dễ thương và có vẻ chân thật. Anh dễ thương lắm, nói chung là anh cũng có duyên lắm á. Em có một cái tật xấu gì không? Em giống như là mù đường luôn anh. Mọi người đi thì có thể đi một lần, hai lần thì nhớ. Còn em thì ít nhất cũng phải 4-5 lần, mà nhiều khi 4-5 lần thì em cũng không nhớ nữa. Kiểu như là đối với em một con đường thì đi bằng xe buýt thì nhìn nó sẽ khác, đi bằng xe máy đi vào ban đêm thì nó sẽ khác với đi vào ban ngày. Dạ. Đi buổi sáng khác buổi trưa đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên em rất mong là người yêu tương lai của em thì anh ấy đừng có mù đường giống em chứ không. Thì mình yên tâm đi, khi yêu em sẽ nhớ tất cả mọi con đường, bởi vì khi yêu thì những con đường đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Không lo điều đó. Chiều cao thì có thiếu một ít ha, một so với tiêu chuẩn ha. Đúng rồi. Cái công việc hiện tại em đang làm đã ổn định chưa? Dạ đang ổn định. Bây giờ nếu lấy vợ về mình sẽ ở đâu? Dạ mình ở nhà của ba mẹ. Nhà ba mẹ, nhà có đông anh em không? Dạ có hai anh em. Hai anh em. Dạ ba mẹ. Em là anh hay là em? Dạ em. Em là em. Anh lấy vợ chưa? Dạ chưa. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại mẹ em, anh em với hai đứa em. Ồ có cả nhà luôn ha. Chào cô, chào em. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả các vị khán giả ở đây. Hôm nay rất là tiếc là ba của Kiệt là bận công chuyện không lên đây được. Thì em Ly, em đại diện cho ba luôn. Khi bạn gái bước ra thì em không biết thế nào chứ mẹ em gật đầu liên tục rồi đó. Phải không mẹ? Thì anh cũng muốn hỏi em một chút xíu thôi. Thời nay là các bạn nữ là không thích sống chung với lại ba mẹ. Còn em thì em thấy như sao? Dạ em thấy là nếu mà sống chung với ba mẹ chồng thì cũng có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như là khi mà có con cái thì ba mẹ có thể hỗ trợ mình. Nếu như mà ba mẹ chồng của em nó hơi khó quá thì sao? Dạ em nghĩ là khó hay không thì sẽ phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Và nếu mà cái khó đó nó hợp lý thì em cũng chấp nhận thôi ạ. Vậy thì anh chúc mừng em, tại vì ba mẹ anh dễ lắm. Nhìn mặt là thấy cô là thấy dễ rồi. Không có quan trọng cái vấn đề là phải ở chung với ba mẹ chồng hay không. Cho nên là nãy chị Cát Tường kêu là anh đi sớm sớm mà chưa chắc à, nhiều khi em với nó đi á. Cô nói vài câu với con dâu tương lai đi cô. Dạ con chào cô ạ. Thì cũng yên tâm đi, tự vì tôi đây cũng có một cái phương châm là xem con dâu như con gái vậy đó. Thành ra là không có lo về mà mẹ chồng nàng dâu gì hết á. Xem như con gái bình thường nó khác nữa. Dạ đúng rồi, xem con dâu như con ruột đó. Con ruột đi. Dạ rồi, cảm ơn cô, cảm ơn anh nha. Mình đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với chị gái em gái em và các bạn của em ạ. Rồi chào chị. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai và chào tất cả quý vị khán giả. Em là Ly, chị gái của Liên. Rất vui được gặp bạn nam ở đây. Dạ em rất vui được gặp chị. Em gái chị thì rất là tình cảm, sống hơi nội tâm một xíu. Có bướng bỉnh không chị? Đối với chị thì cũng hơi bướng một tí xíu, nhưng mà chị nghĩ là đối với một người yêu thì chắc là rất là dễ thương. Vì vậy chị mong cái người em rể tương lai của chị sẽ là người quan tâm và yêu thương em gái chị. Dạ vâng. Thật lòng. Cảm ơn chị nhiều. Hy vọng em sẽ là người đó. Rồi, bây giờ thì hai trẻ gặp mặt thôi. Đây là bông hoa đúng không?
ra mình bỏ xuống đất. Đó. Cảm ơn anh. Em còn gấu. Coi như gặp bạn gái đầu tiên gây ấn tượng như thế là đẹp rồi. Dạ em chào anh. Rồi anh chào em. À, anh có một sở thích gì đặc biệt không? Mình thích mang lại tiếng cười cho người ta thôi, mang niềm vui cho người ta thôi. Như như cái không khí đang buồn đúng không? Thì mình phải tạo gì đó để cho người ta vui lại. Dù như mình tốn tiền nhưng cái tiền đó mình làm cho người ta vui thì mình cảm thấy mình vui chứ. Được. Bây giờ nó bạn gái đang buồn, tôi đang buồn quá, làm gì vui coi. Đây là một cái trò diễn ở trên tivi rồi, nhưng mà muốn diễn lại cho em coi thôi cho nó vui thôi chứ. Dạ là anh diễn trên tivi à? Không có, người ta diễn tivi rồi. Em nhìn kỹ nha. Thẳng ra ra hai đồng. Dạ. Đồng đồng màu gì? Dạ màu vàng. Đồng đồng màu gì? Màu bạc. Em đóng chắc lại. Em thích đồng màu nào? Em thích đồng màu bạc. Thích đồng màu bạc đúng không? Thì em sẽ giữ trong tay là màu bạc, anh sẽ lấy đồng màu đồng ra đó. Giữ chắc nha. Một, hai. Bỏ túi. Sao đi đâu mất tiêu hay vậy anh? Vậy tao mới ảo thuật. Chỉ em là ảo thuật gì nữa. Vui không? Vui không? Dạ vui ạ. Vui ha. Nãy giờ tôi cũng dòm kỹ lắm mà tôi chưa phát hiện ra đó. Em phát hiện gì không? Dạ không, em chưa phát hiện. Nhưng mà đó, em có hở hở hí hí gì không? Dạ không chị. Em nắm chặt hai đồng. Dạ đúng rồi chị. Mất đồng. Em cũng không biết sao mất nữa. Lần sau cẩn thận nha, tiền của mình em đi chung với anh phải cẩn thận nha. Có đi chơi để tiền ở nhà. Vui chưa? Dạ vui rồi anh. Rồi cảm ơn em. Vui rồi, vui rồi. Anh có phải là người nóng tính không ạ? Không nóng tính. Em cũng hơi sợ những người nóng tính. Đặc biệt là không nóng tính. Không nóng được. Rồi mình hẹn hò sao nè? Cái khoảng cách về hẹn hò sao? Thì mình đi làm là từ thứ hai đến thứ bảy luôn. Thì gặp nhau được thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Dạ buổi tối hay sao anh? Tại vì thứ... buổi tối thì sợ mệt thôi. Tại vì 5:30-6 giờ mới về tới nhà lần. Nếu không mệt thì có thể đi đâu đó cũng được. Rồi đi chơi với bạn gái cũng sợ mệt. Ủa yếu lắm hả? Có sức khỏe không? Đi chạy xe cả ngày rồi. Thì về thôi mình phải bủng rủng tay chân, mình mệt mỏi chứ. Bủng rủng tay chân mình là phải đi chơi lên đúng không? Mệt thì bây giờ mình ra đường, mình chạy xe cả ngày ngoài đường là con mắt rất là cay. Mình phải gặp bạn gái để mình nạp năng lượng vô chứ. Thì ví dụ như một tuần thì gặp 1-2 lần, 3-4 lần là được chứ, ngày nào cũng gặp là sao chịu nổi chứ. Không, cũng thiệt tình, được cái được thiệt tình đó đó. Em muốn hỏi về anh nữa không? Dạ em không có câu hỏi gì thêm. Nãy giờ trò chuyện mình cảm nhận về đối phương như thế. À, nãy giờ em nói thì thấy em là một người rất là chân tình, chân thành. À, có sống có tình cảm. Dạ em cảm ơn anh. À, dễ thương cũng được 30% của Khải My. Quầy ghế. Hãy nhắm mắt lại kiểm tra xem cái con tim của mình có rung động với người đối diện chưa, rung động thật hay chưa. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời em. Cô gái đã không bấm nút. Tại sao em lại không bấm nút? Em thấy ảnh làm việc có vẻ cũng vất vả. Và cái việc mà đi ra ngoài buổi tối thì có vẻ em cũng không muốn làm ảnh mệt thêm. Có vẻ tình yêu nó chưa xuất hiện, cảm xúc nó chưa đông đầy. À, biết đâu đâu đó sẽ có những người bấm nút cho em, và cũng có những người sẽ bấm nút cho bạn gái. Thay mặt chương trình, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn một phần quà từ Comagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em biết lắng nghe, nghe nhiều lắm, tại em chắc cả ngày luôn. Em ngồi nghe cả ngày cũng được luôn. Bạn trai biết hút thuốc uống rượu không? Dạ không biết uống rượu, không biết hút thuốc vậy. Phải không vậy anh? Bây giờ hiếm lắm á. Uống bia. Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức. Chúng tôi đã tìm ra những cái đồng cảm của các bạn thông qua những hồ sơ các bạn gửi. Từ 80-90% hợp với nhau tôi mới cho gặp trên sân khấu này. Và gặp đây cũng là một cái duyên. Nhưng cái duyên đó nó chưa đến. Chưa đến. Chúng ta vẫn còn một cặp đôi nữa của ngày hôm nay. Để xem họ có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Xin mời. Ám ảnh. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Bạn nữ giới thiệu trước đi em. À, dạ, em tên là Cao Thị Hương Trà. À, quê em thì ở Lâm Đồng, nhưng mà em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên kỹ thuật ngành may. Năm nay thì em 24 tuổi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên Trần Hữu Duy ạ.
Em năm nay 25 tuổi, em sinh ra ở Đà Lạt. Xuống đây sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc dưới Long An ạ. Thôi, ba nơi vậy đó hả? Dạ. Bạn làm việc gì? Dạ, em làm nhân viên thu mua của công ty Newfit, thức ăn chăn nuôi ạ. Hai bạn cùng quê đúng không? Dạ, Đồng Hương. Hỏi coi có bà con gì không? Ủa, em Lâm Đồng là em ở đâu vậy? Dạ, em ở dưới đèo Bảo Lộc anh. Anh ở trên đèo. Qua mấy cái đèo luôn mới tới chị. À, mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Trà. Ưu điểm của em thì hay làm người khác vui vẻ chị. Em đi chơi với mấy đứa bạn thì mấy đứa cứ kêu là ha, có em là mấy đứa nó cười suốt à. Nhưng mà em thì hay giúp đỡ người nữa. Mà cũng vì cái này nè em mới gặp một rắc rối. Sao rắc rối sao em? Lần đó là em đi gửi tiền về cho mẹ. Tháng lương đầu tiên á, cái em gửi tiền xong rồi, xong cái em đi quay ra, em thấy hai người hỏi đường em. Em lo em chỉ đường cho người ta không à, em đâu để ý xe của em đâu, rồi quay lại rồi xong xe mất đóng xe. Tiêu luôn. Rồi mất xe, trời ơi, lúc đó em khóc quá trời luôn. Lâu chưa em? Dạ, cũng đó là cách đây 3 năm rồi chị, lần đầu tiên đi làm á. Tội nghiệp quá ha, rồi mua lại xe mới được chưa? Dạ giờ thì em cũng mua xe rồi. Rồi cẩn thận nha em nha. Dạ từ giờ cho đi là hả, dù ai có nói gì em cũng ngồi yên trên xe. Hả? Bậy, người ta hỏi đường mình vẫn chỉ cho em, nhưng mà mình vẫn phải ôm chiếc xe. Thôi giờ mất niềm tin rồi. Không chỉ luôn hả? Thôi kệ đi. Trời ơi. Hỏi người khác. Ai hỏi gì hỏi, mình yên mình đi luôn. Dạ. Một sự mất mát ở tháng lương đầu tiên làm cho cô ấy đã mất niềm tin với cuộc sống. Hy vọng cô ấy sẽ gặp những người tốt để cô ấy lấy lại niềm tin. Bạn trai, điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ em sống thật thà lắm chị, quen thời gian bạn chắc sẽ lấy lại niềm tin đó chị. Biết lắng nghe, em biết lắng nghe nhiều lắm. Nhà em mẹ với mấy dì nói chuyện nhiều lắm, cứ tám chắc cả ngày luôn, em ngồi nghe cả ngày cũng được luôn. Nó sống tốt với bạn bè. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì mỗi lần em cười chắc không thấy mặt trời luôn. Cười tươi mà đâu sao đâu. Hôm nào giả bộ em hỏi đường cô ấy, hỏi xong anh tặng cô ấy một chiếc xe. Hả? Bây giờ nói về tình trường. Cậu anh trai nói trước đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Cái mối tình mới nhất của em là cách đây 3 năm. Rồi bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì nói ra cũng ngại là từ hồi nào giờ em chưa yêu ai chị? Chưa hôn ai hết hả em? Dạ chưa anh ơi. Kia chưa rồi chứ, tao vô hôn rồi, khoái hôn lắm. Xưa em đi học á thì hay vậy nè, em thấy mấy đứa yêu đương xong rồi thất tình rồi chia tay rồi ảnh hưởng tới việc học á. Em nghĩ thôi thì bây giờ từ từ đi, mình cứ lớp học đã. Cái học xong cái đi làm cái môi trường cũng tìm được ai nữa. Như em thích là thích người như thế nào? Cao hơn em là được rồi, tại vì em cũng chiều cao khiêm tốn á. Thì bạn nam cao khoảng 1m6 là được rồi, em cao có 1m5 à. Rồi được, còn gì nữa? Đừng có đầu hói. Anh hói đầu em ơi. Với lại râu quai nón đó chị. Nhìn thì vẻ ngoài thì ưa nhìn thôi, đừng có ở dơ quá. Có dơ không? Dạ không. Móng tay có dài không anh? Có đồ lên này, cho lên này, chuẩn bị sẵn hết rồi em ơi, sạch sẽ hết rồi, cắt trước đi gặp. Với lại đừng có làm mấy cái việc mà hay đi công tác xa quá, tại vì phải có thời gian dành cho em nữa. Đúng rồi. Anh có hay đi công tác xa không anh? Công tác xa ít lắm em, công tác 3 ngày, 2-3 tháng chắc đi 1 lần chứ không có nhiều. À vậy cũng được. Bây giờ mình có cái điều gì mà mình không thích, mình ghét ở người bạn trai không? Hút thuốc nhậu nhẹt đó chị, đàn ông con trai mà phải có nhậu nhưng mà mình phải biết kiềm chế. Bạn trai biết hút thuốc uống rượu không? Dạ không biết uống rượu, không biết hút thuốc chị. Wow. Phải không vậy anh? Bây giờ hiếm lắm á. Anh uống bia. Được không? Nghe sao im ru luôn rồi. Cạn lời. Cạn lời. Em nói là biết nhậu nhẹt nhưng mà biết kiềm chế là được mà đúng không? Dạ anh kiềm chế là được rồi. Còn bạn trai, người yêu lý tưởng như thế nào? Dễ nhìn, em muốn người đó là nói chung có mắt thẩm mỹ tí. Em mua đồ xấu lắm, lúc đầu mình mua mình thấy đẹp, sau lúc mua đồ về mặt thấy ai cũng nhìn thấy kiểu như sao sao á, nên mua đồ khá là xấu. Mắt thẩm mỹ em kém. Cần một người mua đồ đẹp. Chắc bạn trai đi sắm đồ nha em, tiền bạn trai trả đừng lo. Dạ không sao chị, cái đó là ok luôn. Dạ bạn đó vui tính, nói nhiều, em tính hơi ít nói. Bạn đó nữ biết nấu ăn, em nấu ăn cũng biết nhưng mà không có ngon, giỏi việc nước để việc nhà. Dạ anh cho chị. Em có tật xấu gì không? Tắm nhanh, em không biết cái đó là tật xấu hay không. Tắm nhanh mà có sạch không? Thì sạch chứ chị. Tắm nhanh sao sạch được? Tắm nhanh là mấy phút? Dạ tắm 3-5 phút chị. Vô à, có tắm xà bông không? Dạ có chứ. Gội đầu tắm luôn hả? 3 phút hả? Vậy chắc dạ. Không sạch rồi. Chắc ông vô ông xả nước cái ông đi ra quá à. Phải không? Nhưng sao đâu có tắm thôi, cứ
Người ta không hôi, người ta sạch sẽ là được rồi. Không hôi hả? Đồ bao lâu mới giặt một lần? Dạ, thường 3 năm rồi. Hả? Là sao? Thì em mặc một bộ thôi, để đó để cuối tuần tổng kết giặt hơn một lần. Tưởng đâu bộ đồ mặc 3 năm rồi mới giặt chứ. Thôi cũng được, đâu đâu đưa bàn tay kiểm tra coi. Ờ, sạch sẽ được ha, chứ nếu không mà mượn đồ cắt tóc móng tay của anh Linh cắt. Rồi, bây giờ em muốn khi nào đám cưới? Thì 3 năm nữa. Thì chị hỏi bạn gái coi, 3 năm nữa được không em? Dạ được chị, em cũng dự định 2-3 năm nữa. Thôi, chào em gái. Điều mà em quan tâm nhất của người bạn đời em là cái gì? Biết quan tâm, chia sẻ. Vậy thôi đó hả? Dạ. Bây giờ em nghe anh nói em có cảm nhận được cái điều gì không? Dạ, em thấy cũng được. Cũng thấy tốt, cùng quê nữa là càng tốt anh. Dạ. Rồi. Hôm nay em có người nhà đi theo ủng hộ em không? Dạ, có bạn thân của em. Em xin chào anh Viền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể khán giả ạ. Em nhìn anh thì cũng hợp với bạn Trà, nhìn cũng tròn tròn giống nhau ạ. Em khuyên bạn Trà là nên chọn bạn vì em thấy cũng được và hợp với bạn. Mình đi với ai em trai? Dạ em đi với em gái với mấy đứa bạn thân ạ. Em chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào chị gái và toàn thể các bạn khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Nãy giờ có lắng nghe chị trao đổi á, thì em cảm thấy là anh em khá là hợp với chị. Tại vì ở nhà á, thì anh em hiền với là cũng làm việc nhà. Anh em có cái ưu điểm với em mà em nghĩ là với người yêu của anh tương lai nữa là bắt nạt dễ. Tại vì anh em hiền khô à. Không biết sao bữa nay lên chương trình nói nhiều được như vậy á, chứ ở nhà kiểu im hiền khô à, nói gì cũng cười á. Em chấm chị gái được cái là giống em, là mặt tròn tròn là em thích rồi. Chị gái dễ thương, cùng quê với em mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Trước khi lên chương trình em có nói anh em là lựa chị nào mà vui vẻ là ok à. Tại vì nhà em là thích vui lắm. Dạ, cho nên là em nghĩ là anh ok. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo mạng. Dạ, em cũng món quà tặng anh. Cảm ơn. Dạ. Mong là anh sẽ để nó lên bàn làm việc và cắm cái bút lên đó, và mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ đến em. Trời ơi, dễ thương quá. Chưa yêu lần nào mà nói câu gì quá dễ thương. Qua nãy giờ không biết em nhận xét anh thế nào. Em thấy anh là người sống tình cảm, phải giống như bạn em nói, tròn tròn giống em, dễ thương. Nó tròn giống như dễ thương chắc anh không có. Dạ. Khiếm tốn đó. Anh đang làm ở Long An. Ừ, anh ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà sáng xe đưa anh đi, chiều tối đưa anh về. Anh sống ở quận mấy vậy? Anh ở quận Phú Nhuận em. Em ở quận nào? Dạ em ở Thủ Đức. Thủ Đức hả? Dạ. Nói chung là thời gian tình cảm với nhau thì mình thích gặp nhau là mình gặp nhau, chứ không có về vấn đề gì hết. Sẵn sàng đi chạy xe ra để gặp em. Ok. Dạ một tuần một lần cũng được ra. Dạ. Nãy em kêu em vui tính mà sao nói nhiều mà đúng không ta? Bên đây mình phải kiềm chế bớt chứ không dành hết phần của anh sao? Thôi giờ đó, nãy giờ anh nói nhiều rồi tới em đó. Anh nói là anh thích người nó ăn ngon, nhưng mà em thì em chỉ biết nấu chút chút thôi chứ em không có giỏi. Với lại con gái giống kiểu được cưng á, nên ba em hay cứ kêu thôi con lên học bài đi để đó ba nấu cho, nên giờ em chỉ nấu mấy món đơn giản thôi. Em thì chỉ có giỏi ăn thôi. Anh giỏi ăn. Đủ vậy ai nấu? Lẽ tôi nấu cho hai người ăn. Cái đó thì chia ra tập làm dần. Cái công việc chia ra nếu mà sau này có gì đó. Dạ. Món đơn giản thì em làm được, nhưng mà phức tạp quá thì không. Anh món đơn giản kiểu như luộc. Thôi bỏ vụ ăn đi, vụ ăn đi rồi tới vụ khác, tới vụ khác đi. Bạn nam hát tặng một bà đoạn nào đó với bạn bạn nữ đi. Ngồi bên hiên ngắm lá rơi, nhìn nụ hoa đã phai sắc màu. Thôi trước nhà bóng sao lòng mình chợt buông tên. Tình chúng ta sao bây giờ từ như lá ú. Mới vô tự nhiên tình mình như lá ú. Trời ơi là trời. Ú là tình cảm tới già luôn á chị. À, lý sự quá ha. Không biết ít nói có phải không nữa. Trời, lên đây thì sao chứ, thường ở nhà ít nói lắm. Dạ. Hôm qua ăn ớt quá đó em. Tim anh giờ đập nhanh lắm nên hít thở sâu đi anh. Tim anh đập nhanh muốn em kiểm soát cái tim của anh. Tim anh đập giờ hiện giờ khá là nhanh, hy vọng em nắm lấy cái tim anh để giữ cho nó ngừng đập. Cho nó ngừng đập luôn hả? Thôi, hết thời gian rồi.
Vẫn quan trọng là bạn gái. Tất cả những cảm xúc này các bạn hãy kiểm soát lại một lần đầu nữa. Đầu dưới đó dữ vậy. Sao cái ghế thôi. Sao cái dữ. Tôi sẽ không chỉ để tự bạn đi tìm lấy tình yêu của mình. Đằng sau cái lưng. Đừng có chỉ. Để bạn ấy tự đi tìm, để bạn ấy nhớ. Nếu bạn gái không bấm nút thì bạn trai nghĩ sao? Dạ chuyện đó cũng không sao ạ. Bạn có buồn không? Dạ buồn nhá. Đúng. Mình phải nói cảm xúc đó. Dạ. Như tôi tin bạn nữ sẽ bấm. Gài hàng nữa. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền bấm nút hay không là ở các bạn. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Bấm nút là chịu hẹn hò để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn gái chưa có mối tình nào. Hôn đi, nụ hôn đầu. Nhanh quá không được, làm lại. Bắt đầu. Để nguyên. Hít vô sâu. Sao bạn gái? Hả? Nghe thở vô mặt. Thở vô mặt thấy chưa? Không có được. Mần lợ lần thứ ba. Từ từ bình tĩnh. Để nguyên. Sao bạn gái? Dạ được rồi anh. Có hít chưa? Dạ không có nghe hơi thở nữa. Chắc nín thở. Cũng nín thở. Nín thở là không có nghe cái mùi gì luôn. Vậy là không được. Thôi anh ơi, đổ mồ hôi tay chiều lắm mà. Phải hít vô không được, cái nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Không có thể làm mà qua loa gì được. Tôi không có thích được cái qua loa trong cái chuyện đầu tiên này. Thôi để bạn nó lên đầu tiên thôi. Trời ơi. Bắt đầu. Làm sao cho được nha, tôi coi được à. Hít. Thấy sao? Sướng à. Sướng hả? Sướng. Bạn gái thấy được chưa? Dạ được. Có hít chưa? Có rồi đúng không? Dạ. Bạn gái hôn bằng tay cái nè. Bắt đầu. Dễ thương quá. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cùng Rạp Cinebox 212 lễ chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú và một phiếu giảm giá khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Ở đây gửi tặng hai bạn một phần quà, đó là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của Áo Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một phần quà từ Kumagon trợ lý dạ dày trợ sức thành công. Không nhiều vô. Như quậy này nọ lắm. Em không biết là anh có chịu được không? Trời ơi sợ em quậy không bằng ảnh, anh muốn em quậy cho nhiều xíu á. Giống con gì đáng yêu ha, giống con thỏ đi. Không chị, thỏ thì... Đâu biết đâu, chị có đời nào có ai nói với chị mấy cái đó đâu chị biết. Kiểu như là cục cưng á, cục cưng. Sushi đi. Kêu coi. Bé sushi ơi. Tại sao đặt tên cổ là sushi? Tại vì em thích ăn sushi. Chú chó nhỏ của anh ơi. Kêu nghe thử coi nè, 2, 3. Chú chó nhỏ của anh ơi. Trời ơi, chán ghê. Hãy đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây rồi, tôi nhìn cái tôi hơi hú hồn luôn á. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái vào để xem là họ sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay như thế nào nha. Hello em. Dạ. Rồi, ghế đây rồi cưng ơi. Rồi, ngồi đi cưng. Dạ. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Trời ơi, xinh quá. Trong trắng thơ ngây quá, bên đây vô số tội. Chào em trai, em giới thiệu trước đi nè. Chào chị Cát Tường. Chào chị bà. Em là Lê Minh Phi, sinh 1985. 35 con dê. 35 con trâu chứ. Trâu thì tại nhiên người ta nói 35 con dê. Dạ. Đang làm công việc gì Phi? Công việc chính của em là làm bên gym, vừa làm PT, vừa cung cấp thiết kế thiết bị phòng gym. Và em cũng có làm thêm một nghề đam mê, đó là nghề xăm cái gì? Tattoo. Rồi là em xăm cho người ta hay người ta xăm cho em? Em xăm cho khách. Sao chị chưa thấy em xăm khách mà chị thấy khách xăm em không vậy? Cái gym là ở quận mấy, chỗ nào? Gym thì em làm thường ở dưới quê của em nhiều hơn. Cung cấp thiết bị cho tất cả các phòng gym ấy vậy. Quê em ở đâu? Quê em Bạc Liêu. Đúng rồi. Dưới quê mình sống với ai? Ba mẹ em, nhưng mà em có cái nhà riêng. Em cái chỗ đó là cái tiệm của em làm luôn. Rồi, hello em gái. Dạ, em chào chị. Dạ, em tên là Tú Quyên. Dạ, anh em 31 tuổi. 31?
Dạ. Giỡn hả cô? Trời, tôi nhìn nãy tôi tưởng cỡ 25 tuổi á trời. Chào mừng 989 chị. Quyên quê ở đâu cưng? Dạ quê ở Kiên Giang. Em đang là thợ bánh kem và có dạy luôn bánh kem tại quê luôn ạ. Ồ, vậy luôn là dạ. Hiện giờ cũng đang sống ở dưới Kiên Giang luôn. Dạ, em sống là lên đây để ghi hình thôi. Dạ. Rồi về. Dạ. Ồ, lên ghi hình với ai vậy? Đi với ai? Dạ em đi một mình. Trời ơi, thân gái dặm trường đường xá xa xôi, đưa người ta về Kiên Giang được không? Dạ được chứ. Được chứ, rồi đúng rồi. Cưng làm công việc đó lâu chưa? Dạ em làm khoảng 5 năm. 5 năm rồi giờ. Dạ. Mình có tiệm bán không em hay là mình làm? Dạ em làm cho chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì đam mê cái gì là em làm tay bán. Ừ. Dạ. Có ngại yêu xa không? Bạn trai không có ở chơi gần, kế bên nó hơi xa xa. Dạ cái đó chuyện đó thì em không ngại, nhưng mà có chịu về quê thăm đúng không chị? Trời ơi, không thăm thì mất bạn gái sao? Không thăm thì khác nó thăm. Thì không, khoảng là 1 tuần 2 tuần chứ không phải là 1 tháng 2 tháng. 1 tháng ít thì cũng phải ít nhất là được 2 lần. Dạ. Nói chung bản thân mình muốn đi là sẽ được thôi. Đúng rồi, bản thân muốn đi là được, có đừng lo. Tự ưng nhau thì coi như 1 tuần nhiều khi đi 2 lần luôn, hoặc nhiều khi 1 tuần đi 1 lần bằng 1 lần ở 1 tuần, khỏi lo. Dạ. Nha cưng nha. Rồi em có điểm rồi vậy, có cái khuyết điểm gì không nè? Dạ khuyết điểm của em là hơi nóng tính, hay quên. Trời, người vậy mà nóng tính đó hả? Dạ. Nhìn vô thấy dễ thương hiền lành. Dạ. Rồi thôi để đó từ từ tìm hiểu tiếp rồi sao ha. Dạ. Còn em Phi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Mọi công việc á em hay quyết đoán quá, em muốn em sẽ làm cho bằng được. Ừ. Người ta nói vô với em ra không quan trọng. Ừ. Cái đó là điểm yếu của em. Nhưng mà những cái mà em quyết đoán mà em làm mà không quan trọng những lời bàn tán xung quanh. Ở đó giờ bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là thất bại? Đa số là thành công nhiều hơn. Vậy được rồi. Chín mấy phần trăm. Như vậy thì cái quyết đoán nó tốt chứ, mắc mớ gì. Tuổi trẻ mà dám nghĩ dám làm thì mình có thành công, nếu rủi có thất bại đi chăng nữa cũng là những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống của mình. Chứ bây giờ trẻ mình không dám làm, già làm sao mình dám. Còn gì nữa không, ưu điểm khuyết điểm gì nữa? À em nấu ăn ok được hết, nhưng mà em không có thích rửa chén. Giống chị đó, ăn xong đập. Ăn xong đập rồi, hoặc là mình làm đồ mú. Ôi chết cha, không rửa hả? Trời ơi, mình ăn đồ giấy. À, cũng hơi nóng tính chút. Ừ. Nhưng mà biết kiềm chế. Có hà thượng cắn chân, hà cắn tay ai chưa? Không chị. Rồi cứ tưởng ông quýnh người ta chết à. Rồi phụ nữ có khi nào vũ phu không? Không chị. À, đó giờ có quýnh phụ nữ lần nào chưa? Suy nghĩ dơ luôn. Tay thôi, nói chung là mình nóng quá. Mình dơ tay thôi nhưng mà mình biết kiềm lại, mình không có đấm. Dơ tay cũng không được nữa nha. Cái đó cũng là ức chế tinh thần người khác. Dừng lại đúng lúc là cũng tốt rồi, rút kinh nghiệm. Mình hôm nay mình biết kể câu chuyện đó là cái khuyết điểm thì mình phải bỏ. Dạ. Ok. Rồi, tình trường. Dạ thì mối tình em chia tay cái đây cũng 2 năm. Mấy mối tình? Dạ em quen cũng 6-7 mối tình. Mối tình nào là mối tình sâu đậm nhất? Dạ chia tay đây cũng khoảng 2 năm rồi. 2 năm quen được bao lâu? Quen gần 1 năm chị. Lý do sao chia tay? Dạ là hai đứa em kỳ tuổi. Là quen rồi mới thấy kỳ hay là về dạ, nhà tụi em biết chịu rồi. Kỳ. Cái lúc quen thì ảnh nói là không sao. Ừ. Nhưng mà về gặp gia đình thì gia đình không cho. Em tuổi con gì? Em tuổi rắn. Rắn là tệ trời, hợp anh này luôn nè, tỵ sửu dậu tam hợp, chị cũng tuổi tỵ. Gia đình ảnh không chịu hay gia đình em không chịu? Gia đình bên ảnh không chịu. Ồ, gia đình em có coi tuổi gì không em? Không chị, gia đình em quan trọng là em ok là được. Nhưng mà hai bạn là hợp tuổi đó, tam hợp đó. Hai người lấy nhau, người tuổi sửu, người tuổi tỵ, kiếm đẻ con năm tuổi dậu nữa là lên luôn, như kiền ba chân. Ok, dạo này tôi chuyển sang phong thủy luôn nha quý vị. Xinh vậy không lẽ xung quanh không có anh nào theo đuổi? Dạ, tại vì cái môi trường làm việc của em cũng không có tiếp xúc nhiều. Em thường thì làm trong bếp không à. Thì chị em có làm mai cho vài người. Thì khi tiếp xúc thì thấy cái vẻ mặt em có thể nghiêm quá. Có thể là thấy em hiện đại quá nên... Trời, tôi thấy hiện đại gì đâu trời. Trời ơi, tối nay tôi thấy bánh bèo hết sức luôn. Họ muốn về quê. Họ nói là thấy em như vậy có thể là không có phù hợp nên họ không tiến tới. Thấy hiện đại là không có phù hợp. Dạ. Trời ơi, ai mà thời buổi này mà lạc hậu dữ vậy trời. Dạ, mà em thích người hiện đại hay thích người hơi cổ cổ? Em thích người hiện đại chị. Hiện đại phải không? Dạ. Lát chị cho em hại điện luôn á, em nói em nhớ nha. Rồi. Bên đây tình trường sao? Em cũng chắc cũng nhiều á. Cũng nhiều, chắc là không đếm hết quá ha. Chắc hết là mấy đầu ngón tay, mấy đầu ngón chân luôn á ha. Nhưng mà chỉ có vài mối tình sâu đậm thôi. Rồi, giờ kể cho nghe một cái mối tình nào sâu sắc nhất, sâu đậm nhất mà để lại nhiều ấn tượng trong em sâu nhất. Sâu nhất là mối tình đầu tiên. Rồi. À, thời đó còn đi học cái gì? Thời đó em học 12, người đó học lớp 11. Người đó nói là khi mà chia tay xong thì người đó sẽ lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà đúng như vậy, khoảng 3 năm sau người đó đi lấy chồng nước ngoài. Ừ. Rồi mối tình thứ hai cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Thứ ba cũng vậy. Trời. Em mát tay quá vậy. Ai muốn lấy chồng nước ngoài là quen em hay em gì? Muốn lấy chồng nước ngoài không em? Dạ có. Có luôn hả? Ừ. Người đầu tiên là lấy chồng bên Mỹ. Ừ. Người thứ hai là Hàn Quốc.
người thứ ba Đài Loan. Vậy bữa nay bấm nút hẹn hò cô này để cô lấy chồng nước ngoài luôn giùm chị nha. Philippines hả chị? Hả? Philippines hả? Thôi nước nào miếng nước ngoài được rồi, kệ tao, tao lấy ai kệ. Tại em tên Phi mà. À, trời hay quá, tên Phi. Rồi thôi quay đến đề nè, mối tình cuối cùng gần đây nhất à, cuối cùng đó là chia tay được khoảng chắc 7-8 tháng rồi đó. 7-8 tháng, quen mối tình đó bao lâu? Chắc được khoảng 2 tháng quá. Trời đất ơi. Giống như là hai gia đình có gặp mặt. Mới 2 tháng gặp mặt gia đình luôn rồi. Em lấy thì người đó nhỏ em tới 14 tuổi là còn nhỏ lắm rồi. Sao mới quen 2 tháng là... sao gặp mặt luôn rồi? Làm gì con ta bị bắt đền hay sao mà? Không chị, không. Chứ sao mà mới 2 tháng gặp mặt? Cũng không biết nữa, tại vì sao đưa đẩy gì thôi. Mình phải duyên số gì tới đó. Cũng có làm đám, không có đăng ký kết hôn. Nhưng mà về sống với nhau được khoảng hơn 7 tháng thì cái mâu thuẫn nó xảy ra liên tục. Không có giống như không thể hòa hợp được á chị. Cái thứ nhất là em thì chững chạc, mình lớn rồi. Còn cái người bạn gái đó thì giống như là còn trẻ con quá, con nít quá. Chưa có hiểu được những công việc của em. Cái công việc của em thì đa số tiếp xúc những phụ nữ nhiều. Phụ nữ rồi nói chung nên người đó cũng hay ghen lắm. Ai mà không ghen, còn nhỏ nữa. Đúng rồi. Thì phải ghen nên... thôi. Giống nhưng như vấn đề là... em có phải là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không? Có chứ chị. Khi em còn độc thân thì khác. Còn như khi mà em xác định với một người nào đó thì còn những mối quan hệ khác là cũng bình thường. Không có giống như là người đó là số 1 thôi. Không quen thì thôi, nhưng mà quen á, thì phải quen. Thì người đó số 1 nhưng mà có mấy số 2, số 3, số 4 đúng không? Không chị, số 3, số 4 là do người đó nghĩ nhưng mà bản thân em không có. Bản thân em không có nhưng mà em vẫn gieo cho người ta nghĩ. Chứ em không có cắt đứt bụp thì đương nhiên vợ em ghen là đúng rồi. Không phải chị, giống như em bạn bè em nhiều đi. Giống như hai đứa đang nào ngồi chung một cái ghế, bạn em gọi điện thoại lại. Rồi thì em vẫn ngồi đó nói chuyện đàng hoàng. Em đâu phải như em nghe điện thoại xong em chạy ra chỗ khác thì nó nói. Em ngồi chỗ đó em nói luôn, nói trực tiếp người đó luôn. Nhưng mà bạn bè thì lâu ngày gặp nhau thì nói chuyện cũng bình thường mà. Dịu cũng ghen. Cái này là do tìm hiểu chưa kỹ. Là dạ, em vội vã mới có 2-3 tháng em chưa tìm hiểu kỹ tính cách của nhau. Mà mình lấy nhau sớm quá thì nó là như vậy. Đó, cái đó là cái sai lầm của em. Nhưng mà giờ hiện tại giờ trên cái giấy tờ mọi thứ là vẫn độc thân. Đúng rồi chị. Cũng may mà chưa có con đó. Dạ. Dính vô nữa là mất công khổ mấy con nhỏ nữa, đúng không? Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà tại sao lúc đó không làm giấy tờ rồi kết hôn? Lúc đó là cứ nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau đi. Rồi khi sanh con xong mình sẽ làm giấy đăng ký kết hôn luôn. Rồi hiểu. Em muốn hỏi là vợ nhỏ hơn ảnh nhiều không vậy? Và nữa em thật sự là tính em cũng con nít nha. Con nít nhưng mà tuổi em lớn rồi em ơi. Cũng không thể nào con nít bằng cái đứa tuổi con nít thiệt. Dạ. Mình là cái tánh mình nó trẻ trung thôi. Chứ dạ, mình không phải con nít. Khi em đi chơi với bạn bè em hay quậy này nọ lắm. Em không biết là anh có chịu được không? Trời ơi sợ em quậy không bằng ảnh. Anh muốn em quậy cho nhiều nhiều xíu á. Quan dạ, trọng là mình chơi vui bạn bè. Nhưng mà dạ, đâu là cái tình cảm của mình có xác định được hay không? Mình dạ, có phải là một con người nghiêm túc trong tình yêu hay không? Đó mới là quan trọng. Trong tình cảm thì em nghiêm túc nhưng mà em tại vì em nghe nói là ảnh một lần với vợ như vậy em cũng sợ là sau này ảnh sẽ gặp vấn đề như vậy nữa. Ủa là em cũng ghen luôn hả? Em ghen dữ lắm hả? Em không có ghen nhưng mà em sợ là cái tính con nít hay nhõng nhẽo hay là hay đòi này nọ, em sợ ảnh không chịu được. Quan trọng là của mình là hiểu chuyện thôi em. Anh làm công việc đó, anh làm cái đó thì anh sẽ nói cho em nghe chứ anh không có giấu. Bạn bè của anh thì anh nói cho em biết hết. Mà giờ ngược lại cổ cũng bạn bè nhiều, cổ cũng hay đi chơi với bạn bè. Rồi cũng đó, ví dụ lâu cũng biết uống bia rồi, em có cái ngại đó bình gì thường không? Chị, cuộc sống bây giờ là mình phải ra ngoài, mình phải giao tiếp, phải ăn uống, ăn nhậu, cái là chuyện bình thường. Rồi, nhưng ví dụ mà em đi chơi, phải... em có dắt vợ em đi theo không? Có chứ chị. À, em đi đâu em cũng dắt vợ em theo hết. Nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình dắt không được thì giống như đi đám tiệc bạn bè thì có dắt vợ mình theo bình thường đâu có gì đâu. Rồi giờ cổ hay nhõng nhẽo hả, kiểu như hay vòi vĩnh rồi nhõng nhẽo rồi con tại tính tình thôi con nít. Chung đừng bánh bèo quá lượng, giống như em đang làm á thì đừng kêu anh ơi đi mua trà sữa cho em là không được. Em sống nó thực tế vậy, rõ ràng. Nhưng mà vẫn quan tâm yêu thương lo lắng cho bạn gái, cho vợ mình đúng không? Em quan tâm thì em không biểu hộ bên ngoài. Mệt quá thì ráng biểu rồi liền hiện ra bên ngoài đi. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là chín chắn, nghịch nghịch quậy phá áo xí phá quá luôn được không? Dạ không không dạ vậy. Ví dụ như là nhậu thì ít một xí, hút thuốc em cũng cho, tất cả em cũng cho cái nào là giới hạn thôi. Hút thuốc nhậu nhẹ có không em? Nhậu có chị, hút thuốc thì không. Nhậu có hả? Dân thì... dân thể thao nhậu cũng mập đâu em, đừng lo. Rồi nhậu rồi đừng có bụng bia được rồi chị. Không có bụng bia, tao chờ body 6 múi mà người ta đi bán đồ tập gym mà em nghĩ dạ, sao bụng bự 6 múi ai mua cái máy gym đó tập, đừng lo dạ. Nhưng mà có một vấn đề hơi nan giải nè.
Dạ. Đó giờ em quen bạn trai hay bạn bè em có ai xăm mình chưa? Dạ chưa. Em có sợ xăm mình không? Em có xăm. Em có xăm, em xăm nhiều ít? Em xăm nhiều. Nhiều? Trời ơi, trời ơi. Sao bữa nay em không lòi ra gì cho chị coi vậy? Bánh bèo quá vậy? Còn bạn thích một người bạn gái như thế nào? Không cần đẹp lắm đâu. Ừ. Cái quan trọng nhất là biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình vậy thôi à. Biết nấu ăn không cưng? Biết thì... làm bánh mà. Dạ nhưng mà nấu ăn em ít nấu à. Nhưng mà em nấu được. Trời ơi, hình ảnh gì mà thì khó lựa, khó kiếm ghê luôn á. Kiếm đi, có cổ trọng đó. Trời ơi, khó lắm, khó kiếm lắm. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. À, sinh năm 89, bên này sinh năm 85. 89, 35, bên này 31. Một cô nàng 31 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Có đeo kiến không chị? Quậy phá, tinh nghịch. Không biết trong hình có kiến hay không, ở ngoài thì không có kiến. Tại... tôi biết là tôi cũng nghi đoán đó lắm. Nhưng mà dịnh cầm nó đi, chưa chắc trúng đâu. Đâu? Dạ em đón anh ngoài bìa. Sao đón anh ngoài bìa? Em thấy có xăm hình. Rồi, thôi được rồi, hai người cứ giữ tấm hình đó đi ạ. Nhìn về phía cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình như thế nào. Dạ. Chào em. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Biết nói sao nữa ta? Em nhìn bề ngoài anh khác hơn so với cái lời nói của anh. Thấy bề ngoài cái lời nói của anh á thì là một người rất là trưởng thành, chững chạc như lắm. Nhưng mà cái vẻ ngoài nó khác, nó dịu hơn chứ. Dịu là sao? Cái lời nói hồi nãy lúc mà em chưa thấy mặt anh thì em hơi sợ. À. Dạ. Chứ giờ nhìn thấy không sợ hả? Dạ. Trời ơi, chúc mừng em. Chị tưởng đâu em nhìn anh em sợ mà em nó bớt sợ là chị thấy chị nhẹ rồi đó. Thôi anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em có món quà tặng anh. Cái này tự tay em làm ạ. Dạ. Tự tay làm. Con gấu hả? Dạ sô-cô-la, anh thích sô-cô-la không ạ? Anh có ăn thôi. Nhưng mà cũng... à, tại anh không thích ăn ngọt. Dạ trong đó có đắng có ngọt. Ngồi bên đây. Dạ một cái mốc hả? Gì vậy con, gì vậy? Dạ một đứa bé chị. Một đứa bé? Dạ. Sao tự nhiên tặng món quà có đứa bé là sao? Tại vì em thích con nít. Trời đất ơi, gửi gắm một đứa bé cho em được không? Cái này là con trai ha. Con nào cũng được thôi. Dạ. Miễn là con của mình là được rồi. Dạ. Em thấy anh xăm mình nhiều gì, em có sợ không? Em hỏi là tay anh có xăm không? Nói chung là anh xăm hết đó. Đúng hết luôn. Gần 100%. Anh thì nói chung là thoải mái lắm. Dạ. Mình muốn làm gì mình làm à. Nhưng mà đừng có làm gì nó sai trái là được. Quan trọng với anh là phải lễ phép với người lớn, bất kể người đó là ai. Anh thấy anh vậy thôi. Nhưng mà nhà anh ai cũng đi làm coi công chức hết. Nhưng mà tại vì cuộc sống anh thích cái cuộc sống nó tự do, anh không muốn làm cho ai hết. Nên anh đi theo một con đường riêng của anh. Anh đi học đại học ra nhưng mà anh học anh lấy cái bằng thôi. Nhưng mà anh làm theo cái đam mê của anh. Xí nha, từ từ rồi hai đứa tâm sự tiếp. Bây giờ chị phải đi vô. Bây giờ trước tiên chị đi vô thì chị mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mừng. Bây giờ tôi mời hai bạn ha thưởng thức rồi. Đây là một cái set ăn trưa rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mừng. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn. Chúng ta quay lại liền nha, tâm sự vô vấn đề chính nha. Anh đi em. Dạ. Em mời anh. Anh sống với ba mẹ gì, anh có phụ thuộc hay là về ba mẹ nhiều không? Không em, mình cũng lớn rồi mà. Dạ. Như anh mà giờ còn phụ thuộc nữa thì khó coi lắm. Ba mẹ em có khó không? Em còn ba à. Ba em thì dễ. Con cái sao cũng được, miễn là tốt là được rồi. Em thì có cái là hồi nhỏ giờ ra là em chưa nấu ăn nhiều. Anh có nghĩ có vấn đề đó không? Về tập thôi, nấu ăn cũng dễ mà anh rồi đó, anh nấu ăn anh đâu có học đâu. Dạ. Thì nói chung em không nấu thì anh cũng nấu được mà. Dạ. Tại vì cái chuyện nấu ăn đối với anh này cũng bình thường thôi. Không dạ. Có phải gọi là nó khó khăn cho lắm hay là như thế nào hết. Em nếu mà hai đứa mình tiến xa hơn, em có thể về Bạc Liêu được, làm dâu được không? Em thì có thể về nhưng mà cho em điều kiện là 2 năm. Tại vì em còn công việc của em ở đây chưa ổn định. Với em muốn sống với ba một thời gian. Anh nghĩ là bây giờ thì mình cứ tìm hiểu đi.
Dạ. Nếu mình cảm thấy được, thấy hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Còn cái vấn đề mà mình không thể nào nói trước được. Em vẫn kết hôn được nhưng mà em muốn ở nhà một thời gian là 2 năm. Nhưng em có thể là tới luôn thì được, vẫn được. Một tuần hoặc là mấy ngày em vẫn xuống đó được, em không ngại đi xa. Lý do? Tại vì em muốn ở bên ba em thời gian với ổn định cái tiệm của chị em mới mở. À. Tại nhà em còn có mình ba. Ừ. Dạ. Ba khỏe không? Ba năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba cũng 69. 69 mà chị cũng đang ở chung với ba luôn đúng không? Dạ, nhà em giờ chỉ có thằng em ở chung với ba. Ừ. Nhà cũng vắng đó chị. Thì trong thời gian đó mình tìm hiểu, lần này tìm hiểu kỹ hơn một chút để mọi thứ đã an toàn, đảm bảo chắc chắn, đừng vội vã như lần trước nha. Thật ra đây là mình mới trao đổi thôi. Có thể nó sẽ là 1 năm, nó có thể nó sẽ là 3 năm, nó tùy theo cái điều kiện sống của hai bạn. Hoặc thậm chí có thể nó có 6 tháng, nó không có nói trước được một cái điều gì. Nhưng hôm nay là mình chỉ hỏi về cái gọi là cái suy nghĩ bằng cái lý trí á. Đó là cái mong muốn cái của hai bên nó là như vậy. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bóc một cái mỗi người một lá thăm ha. Đọc lên những yêu cầu trong này. Rồi, đâu em đọc trước đi. Vì một lý do gì đó, gia đình ngăn cấm tình yêu của đôi bạn, bạn sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Rồi, câu này dành cho bạn nữ đi. Cụ thể giờ em yêu anh này nè, mà giờ về gia đình em nhìn thấy anh này ngợp quá, không đồng ý. Thì em nghĩ phải làm sao? Thì em nghĩ là phải có nỗ lực từ hai người. Anh phải thể hiện ra là cái tình cảm anh đối với em như thế nào cho ba em thấy. Và cái công việc là có đảm bảo được cuộc sống cho em hay không? Chứ không phải là nói là ngăn cản là mình buông xuôi. Hai người ngồi bàn bạc, cách này không được mà làm cách khác vậy. Chứ không quyết định không buông ảnh đúng không? Nếu như em chọn thì em sẽ chọn luôn. Em không buông. Mời em. Cái nào không buông? Vậy là em ngon hơn chị rồi đó. Chứ chị quen ai mà ba mẹ chị không chịu nói riết chị cũng bỏ. Hãy đặt cho người đối diện một biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào. Sau đó gọi họ một cách tình cảm. Giống con gì đáng yêu ha? Giống con thỏ đi. Phải không chị? Thỏ thì... Đâu biết đâu, chị có đời nào có ai nói với chị mấy cái đó đâu chị biết. Thỏ là cái gì rồi nói sao kêu thử coi. Mẹ em gửi ý cho anh rồi. Em thích chó. Chó của anh là nó tên là Herrick. Trời ơi, đặt một cái tên ngọt ngào. Herrick đâu ngọt ngào gì đâu trời. Kiểu như là cục cưng vậy đó. Nhưng mà một cái tên gì đó mà kêu nó ngọt ngào vậy đó. Sushi đi. Kêu coi. Bé sushi ơi. Tại sao đặt tên cổ là sushi? Tại vì em thích ăn sushi. Người ta kêu nhìn cổ mà đặt mà toàn đặt tên cái em thích không mà. Thí dụ em tự đặt tên cho em thích đặt lên tên em là gì? Cái nickname Facebook của em là chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ, rồi đặt kêu coi. Chú chó nhỏ của anh ơi. Kêu nghe thử coi nè, 2, 3. Chú chó nhỏ của anh ơi. Trời ơi, chán ghê. Thôi tôi thấy tôi nổi da gà gớm quá. Thôi về hai đứa tự tình tứ với nhau đi nha. Bây giờ nghiêm túc và hỏi lại chuyện của hai bạn nè. Hai người nhìn nhau đi. 30 giây nhìn nhau và hãy nói cho nhau nghe cái cảm nhận của mình. Em thấy anh là chín chắn, chững chạc, có một chút ngầu ngầu. Dạ, cũng thuộc 80% cái tiếp người của em. Trước tiên là cảm ơn cái chương trình này đi. Tại vì cái chương trình này thật sự là rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ekip tất cả thực hiện chương trình. Nói chung á, anh đến đây là để tìm cái người phù hợp với anh. Không phù hợp thì mình sẽ cố gắng để mình phù hợp. Không ai là hoàn hảo hết. Nên anh thấy em cũng dễ mến, thoải mái. Dạ. Cũng giống như những cái gì mà anh đã giống như là suy nghĩ. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Nhắm mắt lại. 1, cảm nhận đi ạ. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi những gì? 2, những gì được và những gì còn chưa được. 3, hết thời gian. Ủa em có bấm nút không vậy? Có sao nó chưa lên đèn? Chứ em bấm nhẹ quá. Trời đất ơi, tôi đã kêu bấm mạnh rồi mà. Rồi mời hai bạn đứng vào một bên. Dạ. Nắm tay nhau nha. Rồi trước tiên là gửi tặng hai bạn. Đây là những cái vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là một món quà tặng cho em gái để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ hai bạn hãy dành tặng cho nhau một món quà đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt, đó là một nụ hôn. Chào sân.
Các chàng trai nhìn về phía trước nha. Hai cô gái cực kỳ dễ thương. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nha, mời chàng trai ở ghế màu xanh hãy giới thiệu trước. Anh rất nhớ vào một ngày nắng hạ. Wow. Giường nhà em xanh, xanh biết dọn mùng tơi. Ta trao nhau với chiếc hôn chờ đợi. À em quên. Hôn luôn cũng được. Dạ, em hôn. Dạ. Hôn cho chị đỡ ế. Ôi buổi hẹn đầu, lưu luyến mối tình thơ. Làm chị thơ. Chị là mối tình thơ nha. Oh yeah. Chị mới được hôn tay nha. Hên, biết đâu mấy chục năm không ai hôn, nay có người hôn hên. Rồi cảm ơn em. Rồi cuối cùng là em tên gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và cũng như là anh Hứa Minh Đạt, cũng như là hai bạn nữ bên kia, cũng như là người thân của hai bên gia đình. Tự giới thiệu, em tên là Trần Tấn Tâm Minh, 36 tuổi. 36 tuổi? Dạ. Thấy con trẻ quá vậy, tưởng chừng 30-32 thôi. Dạ. Hiện tại thì em đang phụ chị kinh doanh mỹ phẩm, cũng như là nhân viên giao hàng luôn. Là coi như là làm shipper đi giao luôn. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Dạ cũng khoảng 2 năm rồi chị. Vậy trước 2 năm thì làm công việc gì? Trước 2 năm thì em làm nhân viên văn phòng công ty Mai. Rồi. Mời bên kia. Cô gái ghế màu xanh, tự giới thiệu về mình đi cơ. Dạ xin chào mọi người, em tên là Bùi Thanh Quỳnh Như. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Tân Bình. Còn công việc hiện tại của em là em là nhà văn, em viết nhạc. Hiện tại em đang theo đuổi con đường diễn giả. Em ơi mà em viết được nhạc nhiều chưa em? Dạ em viết cũng khoảng tầm được mấy bài thôi chị ơi. Mấy bài hả? Dạ. Có ca sĩ nào hát những nhạc phẩm của em chưa? Dạ rồi ạ. Ví dụ một hai bài cho chị biết coi, ca sĩ nào hát. Ví dụ như là bài Đơn Côi có chị Trương Quỳnh Anh ạ. Wow. Trời ơi, mới có mấy bài mà đã được ca sĩ nổi tiếng hát rồi hả em? Dạ cái bài đó là bài đầu tay của em luôn ạ. Quá tuyệt vời. Em viết nhạc rồi, em viết sách rồi, em hát được không? Sao mình không hát nhạc phẩm của mình luôn thử? Tại vì em thấy là em hát nhạc của em nó dở chị. Đâu, hát thử một đoạn chị nghe thử coi nè. Vậy thôi em hát bài Đơn Côi luôn đi ha. Đơn Côi luôn, rồi. Rồi. Ngồi trên cao ngắm sao đêm nay chợt thấy tôi lòng buồn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Tôi đâu muốn trái tim tôi bằng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm nỗi đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó, để chờ sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu. Đây nha, cho em biết là bên đây có chàng trai hát được nhạc của em. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên. Biết đâu hôm nay hai bạn hợp nhau. Rồi, trước mắt là như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Okay, bây giờ ngồi cười hoài, em tự giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Tô Thị Thanh Hiệp. Em sinh sống ở Quảng Ngãi, nhưng mà em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động công việc chính của em thì là marketing tại công ty. Marketing về mặt hàng gì? Dạ, chuyển giao công nghệ và đào tạo thẩm mỹ. Thực ra thì công việc hay vui vui của em hiện tại em đang hoạt động thì có làm bác sĩ một chút tâm lý cho một số mọi người. Rồi em sẽ đưa em cái lời khuyên tích cực cho anh ta. Dạ, thì thường thì công việc đó em thấy em thích nhất, nó là hạnh phúc hơn. Bây giờ mời em trai. Dạ. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Văn Phúc ạ. Em sinh năm 1988 ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Nam Định ạ. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em là giáo viên ạ. Giáo viên dạy về gì, cương cấp mấy? Dạ thưa chị là em dạy toán cấp 2 ạ. Thầy giáo trẻ đẹp trai ha. Dạy toán luôn. Ở trong thành phố này là mình ở với ai hay là tại nhà mình vào đây luôn? Dạ thưa chị là em ở dưới Hóc Môn thì em ở một mình ạ.
Còn em có một anh trai cũng đang là giáo viên dạy ở trường trung học phổ thông Bình Chánh ạ. À, là mình có hai anh em thôi hả? Dạ không, nhà em có bốn anh chị em ạ. Có một anh trai nữa là sinh đôi với em ạ. Ôi vậy hả? Sinh đôi luôn? Dạ. Rồi, con... tôi thấy ạ, tôi hiểu rồi. Bây giờ để sẵn hỏi luôn là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? À, dạ, điểm mạnh của em có thể là em không biết hút thuốc ạ, không có biết nhậu ạ. Không biết hút thuốc, không nhậu, thầy giáo chuẩn mực. À, em biết chơi thể thao ạ. Môn gì? Dạ, môn gì em cũng biết chơi nhưng không được giỏi ạ. Em biết nấu ăn ạ. Bây giờ mình còn có cái gì trong người mình cảm thấy ngay còn cái gì là gọi là cái khuyết điểm của mình chưa? Khuyết điểm của mình. Dạ, khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều ạ. Như là em hay nói chuyện với bạn khác giới thì em hơi nhút nhát một xíu. Em hay ngủ nướng. Ngủ nướng là có trễ giờ dạy không? Dạ không ạ, vì em chỉ ngủ những cái ngày như là thứ bảy chủ nhật, khi mà không có tiết, em biết chắc là không có tiết thì em sẽ tắt báo thức và em sẽ dậy muộn hơn một xíu. Đã luôn ha. Rồi, mời bạn nữ. Trước khi mà anh hỏi thì em nhìn hai người đàn ông ở dưới, một người áo sơ mi và một người áo thun, thì em mường tượng anh chàng sinh đôi là anh nào? Anh cho em mượn cặp kính cận thì em không thấy đường. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đó, theo cái giọng nói và em mường tượng đó là anh chàng áo sơ mi hay là anh chàng áo thun? Em nghĩ là cái anh áo xanh á. À, hai người áo xanh luôn, áo sơ mi, áo thun. À, em nói áo sơ mi. Áo sơ mi đúng không? Dạ. Cái gu đó em thích không? Dạ, chắc tại anh cười nhiều quá nên em thích. À, là thích. Dạ. Rồi, giáo ý kiến. Bây giờ nè, thế mạnh và thế yếu của em. Thế mạnh và thế yếu của em là nó nhiều. Ví dụ như trong công việc là lâu lâu em hay training á, tại vì có một việc phụ bên ngoài á, thì thế mạnh của em sẽ là nói rất là... phục khách hàng. Yes. À, nói chung là khi mà nói chuyện thì sẽ rất là hay, nhưng mà đôi khi trong mối quan hệ cuộc sống thì em bị cà nhay á. Kiểu em rất là thích hoạt náo, và đặc biệt là cầm ràm trong việc là em với đứa em trai không bao giờ chịu rửa chén cho em, là em cầm ràm cả ngày luôn á. Em tức đến nỗi em nói là bữa nay em lên quay phim em sẽ tố cáo nó. À, tức tới như vậy luôn á hả? Dạ. Và cuối cùng ai là người chiến thắng? Dạ em. Em của em chiến thắng là em phải vô rửa chén. Dạ đúng rồi anh, nó nói một câu thôi: tiền nhà này ai trả chị hai. Dạ xong. Vậy là cuối cùng tiền nhà là thằng em nó trả. Dạ đúng rồi ạ. Ngộ vậy, sao chị không nuôi em mà em nuôi chị? Nhà em bị ngược á chị. Văn hóa trong nhà em á là ba em nói em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nên là hai đứa em phải cưng em, nên là đâm ra em được cưng hơn. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, sự nghiệp này nọ em cho em VIP, còn em chỉ cần vui vẻ. Trời ơi, hồn nhiên quá. Chả là em tự đi lòng nhà là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và hồn nhiên thôi đúng không? Dạ đúng. Em cũng mong muốn kiếm một người chồng, một người bạn trai mình là cũng nuôi mình luôn cho mình hùng như vậy mãi đúng không? À. Không, nhưng mà trong cái kế hoạch cuộc đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà khu nhà giải chợ vậy. Tự nhiên bắt em trai nó nuôi mình mệt chết luôn, tự nhiên mới mốt mình đi nuôi chồng. Tại vì chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Trời ơi, vậy là bé này thù rửa chén lắm nè. Chị thấy bé này vui rồi đó. Biết rửa chén không? Dạ em biết chứ. Biết không? Biết đúng không? Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi. Còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Rồi bây giờ qua tới sao? Em nghe bên đó giới thiệu mà em ngồi bên đây ghế màu xanh mà em nghe cô gái kia em cũng cười luôn. Nói chung em rất là dễ cười. Em cảm thấy bạn rất là thú vị. Dạ hả? Rồi vậy em mình giới thiệu coi mình có những điểm thú vị gì. Biết đâu Minh cũng có những cái thú vị của mình. Dạ, okay. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. Ừ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Dạ. Em thì cái ưu điểm của em á, nếu mà yêu ai á thì chắc chắn em sẽ là chung thủy. Dạ. Rồi. Chung thủy không phải là thể hiện bằng lời nói. Chung thủy em nghĩ là cái bằng hành động á. Ví dụ như là em có thể là em lặt rau được, em khoái rửa chén được. Cái đó là chung thủy đó hả? Dạ, em giúp việc nhà được. Cái đó đâu liên quan gì tới chung thủy đâu. Em làm xong việc em cũng ra ngoài em lén phép. Như em không có ghen. Tính em không có ghen. Không có ghen liên quan gì tới chung thủy. Dạ. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em là ngủ ngái. Ý. Ngái dữ không? Em ngái to như trống đánh như đánh vậy chị. Ai nói cho em biết? Dạ. Nhà chị hai của em á. Có bữa nào anh ghi âm lại cho em yếu à. Tiếng như dạ. Thế nào không? Dạ không. Chắc lẽ em phải đem cái tiếng lên đây em phát. Dạ không, có gần từng tiếng ngái. Nhưng mà sáng dậy là thấy là dính ke lên miệng. Trời ơi. Vậy trời ơi, đang đi cô gái mà ông cắt cho tôi cái mảng dính ke lên miệng đi. Còn em nè, giờ điểm mạnh điểm yếu mình nè. Điểm mạnh của em là em biết lắp. Em biết lắp tốt. Là khi mà em viết một cái điều gì đó mà em muốn chia sẻ thì em viết rất là nhanh.
theo cái cảm xúc của em không có cần phải suy nghĩ nhiều. Khuyết điểm của em là em hơi bị nhạy cảm và nóng tính. Nhạy cảm là như thế nào nhạy cảm? Nhạy cảm là dạng giống như là em rất là dễ có cảm xúc á. Em dễ buồn một cách thay đổi á, liên tục á. Anh nghĩ em là một người rất là đa tình đa cảm, vì em có những cái mối tình gì chưa? Dạ có chứ. Nếu mà mối tình chính thức trước giờ của em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà mối tình mà kiểu giống như là đơn phương hay là không có đến với nhau mà cảm tình á, thì có khoảng hai mối tình là nó thuộc dạng là làm cho em quên rất là khó. À, đó là mối tình đơn phương thôi đúng không? Dạ không phải, có nghĩa là người ta cũng thích mình, mình cũng thích người ta, nhưng mà tại vì em rất là nhát, chưa nghĩ rằng là mình có người yêu sẽ như thế nào á, cho nên em cứ giấu trong lòng nhưng mà em lại thể hiện với người đó là em ghét người ta. Trời đất. Kỳ vậy. Đúng là con gái nó có là không, nó không là có được ơi. Em tiếc nuối nhất là cái bạn em học năm lớp 9 nè. Cái bạn lớp 9. Wow, đúng rồi, cái bạn đó cũng là cái bạn mà em viết bài đơn côi. À, là cái bài đó để mà là cái nguồn cảm hứng của em để mà em sáng tác nhạc luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Sao em? Nghe tình trường bạn gái bển mình đây mình thấy như thế nào? Nói chung là cũng tình cảm của bạn ấy cũng cũng có đó, nhiều khúc mắc á. Ừ. Còn em, tình yêu em có rắc rối không? Tình trường của em thì trải qua 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Cái gì? Dạ. 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Cái gì? Dạ. Rồi, bây giờ phải làm live show cho em á. Mẹ em kể là tới 18 mối tình thì một mối tình thì kéo dài bao nhiêu lâu? 18 mối tình đó toàn là đơn phương của em thôi. Em chưa nói hết. Cái gì vậy trời? Bắt đầu từ bao nhiêu tuổi? Từ học cấp 3 chị. Rồi em đếm đi, em đếm 18 chị nghe coi. Mới 1. Lớp 10. Lớp 10. Mới 2. Mới 2, lớp 11. Rồi, mới 3. Mới 3 là 5 mối lớp 12. Hả? 5 mối lớp 12. Lớp 12 là 5 mối. Chia ra học kỳ 1, kỳ 2. Rồi. Trời, giống như là nguyên một trường. 7 rồi đó, là 7 rồi. Dạ 7. Dạ, rồi tốt nghiệp cấp 3 nữa. Cấp 3 mấy mối? 3 học cho tốt nghiệp cấp 3 nó 5 mối nữa. 5 mối nữa là 7 năm là 12. 12. Rồi. Rồi xong lên sinh viên hệ cao đẳng thì em học 3 năm. Thì thì cứ tiếp đó nhân lên. Tiếp. Rồi cái mối cuối cùng là mối nào? Mối cuối cùng mà 18 mối tình đơn phương đó là năm 2018. Là kết thúc 18 mối tình đơn phương. Dạ. Tiếng mà... em không có chung thủy ha. À, không phải chị ơi, tại lý do là tại chắc có thể là tại không có kiên trì ha. 18 mối tình đó đều có điểm chung là các bạn nữ rất là dịu dàng, tùy mị. Nhưng mà tại em có thể là em hay mạnh bạo tấn công dữ quá cho nên mấy bạn sợ. Sao em không chậm lại mà em cứ mạnh bạo chi vậy? Dạ thì cũng có mối tình mà 2019 thì em được một mối tình. Được một mối tình thì bạn nữ nó cũng cá tính mạnh lắm. Được. Dạ. Cá tính mạnh. Em? Do em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì có gặp bạn nữ cá tính đó là tiếp viên xé vé xe buýt. Dạ. Lúc đó lên rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng giả bộ đưa vé bình thường vậy thôi. Rồi xong rồi cái cũng kết bạn Zalo để cũng trò chuyện, tìm hiểu, cũng như bắt đầu yêu nhau. Cũng em cũng dở cơm mỗi trưa. Vậy hả? Dạ. Tình cảm cũng gần một năm. Nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á, thì bạn lúc đó bạn gạo em. Bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á. Rồi chuyện lý do này nọ. Yêu nhau ngon lành mà. Qua đồng nghiệp á thì biết là bạn bị ung thư. Là em vẫn đồng hành với bạn luôn, dù bạn bệnh em vẫn đồng hành với bạn đó. Dạ. Vô bệnh viện thì cũng em cũng có chăm cùng với ba má của bạn, tại ba má của bạn cũng ở Bến Tre. Em cũng vô cùng hai bác cũng tâm, cũng nuôi bạn tại tình trạng bệnh rất là nặng giai đoạn 3 luôn. Là bạn gái không trị được. Không trị được. Em ở bên bạn đó điều trị bệnh cho đến lúc bạn mất luôn. Đến lúc bạn mất là đưa về Bến Tre làm đám á, phụ với hai bác. Nhanh dữ vậy em? Rất là nhanh chị. Dạ. Nhưng đúng một năm. Ba tháng cuối là ba tháng phát bệnh là có 3 tháng thôi là mất. Dạ. Thôi chị xin chia buồn với em nha. Thôi thì mọi chuyện cũng qua, chị nghĩ là nếu như bạn gái em mà mất mà có linh thiêng cũng muốn em sẽ tìm được một cái hạnh phúc mới. Cho nên thôi bây giờ nó cũng qua rồi 2 năm rồi ha. Tự nhiên tôi nổi da gà nè, tôi thương mấy người vậy lắm, tôi khổ ghê luôn á thiệt. Rồi thôi được rồi, qua bên đây. Sao cơn tình trường em sao em trai? Em trai ghế đỏ, tự nhiên tôi cứ bị bần thần với cả. Dạ vâng, em cũng nghe
tình trường của bạn nam bên cạnh nên em cũng hơi xúc động. Xúc động ha? Rồi thầy giáo tình trường sao? Về tình trường của em thì em đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì thời học đại học ạ. Theo đuổi bạn đó 2 năm nhưng mà khi mà mình tỏ tình thì bị từ chối. Sao vậy? Dạ, do lúc hồi đấy em nhát lắm ạ. Em còn nhớ là cái đợt mà vào học trong trung tâm giáo dục quốc phòng ấy chị. Bạn ở một dãy, em ở một dãy. Sau đó em có đi hiến máu nhân đạo. Rồi là em có kiếm về một đường một con gấu á. Nhưng mà từ hôm đấy lại hết gấu có chị ạ. Nên là em nó chỉ còn có con cá sấu thôi. Thế, dạ. Thế là em ấy cầm con cá sấu em sang phòng bạn. Em như là có sự xung sức của các bạn cùng phòng á. Thế là em đã hết can đảm em sang em tỏ tình. Thì bạn đó lại cứ hiểu nhầm ý em ạ. Bạn này con cá sấu. Dạ đúng đấy ạ. Mà em nghĩ sao đi tỏ tình em mua con cá sấu em? Yeah. Con gấu bông nó không có thì em mua con chó, con cún, con mèo. Không ấy em ra em mua đại nó không bó bông thì tự nhiên em mua con cá sấu. Dạ, dạ thưa chị là trong giáo dục quốc phòng thì mình không được ra ngoài chị ạ. Dạ. Khi mà học xong á thì ra thì bạn ấy cũng em mới biết bạn ấy quen một người học trên khóa và ở cùng quê luôn ạ. Và em nghĩ là cũng là do một phần khoảng cách giữa hai người ấy chị. Em ở Nam Định và chị còn bạn ấy này thì ở Lạng Sơn ạ. Là thất bại. Dạ. Có cái mối nào trong Sài Gòn không? Dạ có ạ. Thì cái mối đó là mối thứ ba thì khi em ra trường rồi em vào đây ạ. Em cũng có quen được một em ạ, cũng đã chia tay cách đây 2 năm. Cũng là do bất đồng nhiều quan điểm cũng như là lối sống ấy. Do công việc ấy lúc đầu em vào đây nó chưa ổn định. Thì công việc của em cũng gặp rắc rối, sau đó em cũng là do lỗi tại em là chính ạ. Thì em cũng có sao nhãng với bạn đó. Và khi mà em công việc của em chuyển lên Hóc Môn ổn định rồi ấy, thì bạn đó lại đã có người yêu rồi. À, dạ. Chưa? Rút cái kinh nghiệm là phụ nữ mình phải luôn luôn quan tâm chăm sóc. Dạ. Mình phải thông cảm là cái lúc đó đàn ông chưa ổn định sự nghiệp nên em cũng hơi lơi là, đúng không? Dạ. Thôi không sao, bây giờ thời cơ chín mùi rồi nha. Công việc ổn định, tuổi chín mùi là bây giờ phải tập trung vô chuyên môn. Có đó. Là thầy phải sắp xếp nha thầy. Dạ đây là cơ hội luôn. Tới em Hiệp. Em gái ghế đỏ này của tôi nè. Thật ra là em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng. Nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao thì mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc, chả có người nào yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý, cuối cùng không có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mà bà chị còn này mới giới thiệu em chưa có yêu ai hết á. Có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt mà bây giờ cô chưa có yêu nha. Thì bây giờ túm lại nè. Có bó cái quẻ nào coi cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Nếu mà coi mà mẫu người lý tưởng thì em không có coi. Nhưng mà có rút quẻ cho vui. Sao? Thì thứ nhất là người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7. Có. Rồi gì nữa? Ok, tóc ngắn. Có mắt, có mũi, có tai. Hề hước thiệt. Không, em nói được. Thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Vừa mới mất một mối tình. Gì? Em rút quẻ thì nó ra là người đó vừa, tức là người ta đã kết thúc mối tình nào đó rồi nhưng mà cái tình cảm nó còn đầy lắm. Trong quẻ nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Rồi sao nữa nè? Cũng có body nhưng mà cũng hơi mập một xíu. Ê, sao tôi thấy bói hồi ra cái anh mặc áo xanh đó. Anh áo xanh này đúng không? Áo xanh đó. Không, tôi nói bói hồi tôi thấy ra giống anh ngồi mà ghế màu xanh bên đây nè. Tôi thấy vẻ giống á, mẫu người lý tưởng của em sao cưng? Dạ thưa chị, thì mẫu người lý tưởng của em thì đơn giản lắm á. Chỉ cần người đó yêu thương mình, lắng nghe và quan tâm gia đình là được rồi. Rồi em nghe cái tiêu chí của cô ghế đỏ nãy giờ em thấy mình có hợp với tiêu chí của cổ không? Dạ em nghĩ thì khi mình đã trải qua một mối tình rồi thì cứ bảo là bỏ ra khỏi đầu nhưng mà cũng khó á.
thì ít nhiều cũng có một chút gì đó vương vấn. Ủa vậy là thầy còn vẫn còn vương vấn cái mối tình đó hả? Mối tình nào, 1, 2, 3? Dạ em nghĩ là đó là mối tình thứ 3. Thì không phải, ý của em là em vẫn còn cảm thấy là có gì đó hơi có lỗi với bạn. Dạ. Rồi giờ nếu bạn nó quay lại rồi em có ok không? Dạ bạn nó sắp cưới rồi ạ. Dạ. Vậy là trong lòng vẫn chưa dứt. À vậy cũng có thể cô kia bỏ cũng khi mà em dứt rồi thì em mới lên đây ạ. À, dứt rồi mới lên đây. Dạ. Và mẫu người lý tưởng của em như thế nào về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần dễ nhìn là được ạ. Còn chiều cao thì em cũng không cao ạ. Nên bạn chỉ cần 1m55 trở lên là được ạ. Rồi cô gái ghế xanh đi, tiêu chí thì sao? À. Dạ mẫu người lý tưởng của em thì thật sự trước giờ em có một cái mẫu người chung chung. Nhưng mà theo cảm nhận của em thì em thích những cái người nào mà ít nói. Em thích một cái người hành động nhiều hơn là nói. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em muốn một cái người dễ nhìn. Thật sự là em hay dễ bị cảm tình với những người có cái khuôn mặt dễ nhìn. Rồi, mời em trai. Mẫu người của em cần tìm là người như thế nào? Cái tiêu chí của em á, khi tìm bạn gái thì em nghĩ là cái ngoại hình đối với em thì cũng chiều cao tầm với em. Cao mét mấy? Em cao mét gần mét 7 à. Dạ, cho em nghĩ là chọn bạn gái thì em nghĩ là tầm 55-60 được rồi. Dạ. Còn tính cách thì em nghĩ là chắc con bé nó cũng phải cá tính giống mình. Đúng rồi, cái gu em nãy giờ em vẫn thích là cái gì nó cá tính. Em thích là cá tính, là cô bé đó là nghĩ gì nói đấy. À, bây giờ mình để thêm ý kiến của người thân nha. Hello. Bên đàn trai trước nè. Dạ vâng. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào nhà gái bên đấy đấy ạ. Em là anh trai của Phúc. Ủa? Sinh đôi hả? Dạ không, em thì không phải là sinh đôi mà sinh đôi với Phúc đây ạ. Hôm nay thì ba anh em đến chương trình để mong muốn là tìm em dâu út đấy ạ. À, trời hôm nay có hai anh đi theo luôn á. Em xin tự nhận xét về em trai của em. Thì thực tế thì chắc là như anh chị cũng đã thấy rồi, em trai của em thì nó hiền, hơi nhút nhát một chút. Nhưng mà đổi lại được cái thì nó rất là nhiệt tình. Và lại về hai bạn gái bên này thì thấy em nào cũng rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Cũng mong rằng là lát nữa thì có một trong hai thì sẽ về với Phúc và làm em dâu của anh. Thì anh tham quá, anh phải focus, anh chọn vô, anh chốt chứ vô, theo anh nãy giờ vậy. Là anh thấy ai là phù hợp nè, xin lỗi nè đó, thông hai đúng anh em là phải cùng chung suy nghĩ nè, cùng chung nhịp đập nè, chọn giùm cho anh cho em mình một người. Em thấy hai bạn gái này cũng rất là dễ thương và đáng yêu, cười thì rất là duyên ạ. Ai về làm em dâu của em cũng đều được hết ạ. Ồ, chung luôn nguyên nhà. Nhưng chung mà vậy luôn nếu à? Nếu như là anh sẽ chọn ai? Dạ, cái này thì cũng rất là khó ạ, tại vì cái đấy thì để cho em trai em sẽ lựa chọn ạ. Như em là em chọn ai cũng dễ thương, ai cũng được. Trời ơi, ba anh em thiệt. Hai ông anh sợ bị đối thừa. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người ạ. Nếu mình để cho em chọn một trong hai anh á thì chắc là sẽ là anh màu đỏ. Chắc là anh màu đỏ. À, chị em đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì theo bản thân của em thì thấy hai anh chị có rất nhiều điểm tương đồng ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đó là một cái ý kiến để cho chị em có thể tham khảo thêm. Rồi, dạ mời hai chị bên này. Em chào cả nhà. Em là bạn khá thân của Hiệp. Theo em thì cái sự sắp xếp ở các cái ghế nó cũng đã có một cái gì đó nó fix với nhau trước mà mọi người có thể thấy trước rồi. Đối với em thì em thấy cái bạn nam ghế đỏ thì nếu nên duyên thì cũng em thấy là sẽ phải chịu đựng con nhỏ bạn của em hơi bị nhiều. Tại vì một người khá là trầm tính, còn bạn em thì nó nói cả ngày. Nhưng mà còn duyên số như thế nào thì chắc là bạn em có thể quyết định được. Thôi được rồi, nếu như các quân sư mà không đưa ra được một cái ý kiến gì nó chính xác để cho các thân chủ của chúng tôi ngồi đây hoang mang lo lắng thêm, để cho các bạn ấy tự quyết định luôn. Mình còn chờ đợi gì nữa Tường ơi? Gì nữa? Chúng ta hãy mở cửa trái tim. Wow. Sao đứng lên lớp không vậy? Lớp vậy thầy lớp á. Thầy tới á. Thấy thầy giáo đây là đứng vào thầy liền. Chào thầy liền. Thôi phát biểu cảm nghĩ đầu tiên đi các em. Nè, sao quẻ xăm sao? Em thấy anh áo đỏ giống quẻ xăm của em đó. Anh áo đỏ giống quẻ xăm hả? Dạ. Vậy là hôm nay có bộ không ổn ha. Nhưng mà cũng có một cái thời gian là nãy em thử là chọn đúng ông đó luôn. Anh buộc mà. Anh em sinh đôi mà.
Nhưng mà anh này đẹp trai hơn phải không? Thầy đẹp trai hơn. Chỉ cần cười đẹp là em có thể em chưa thấy say yes. Thầy thầy đó, thầy đó chứ. Thầy lẻn lẻn nó thiệt khổ ghê. Sao thầy? Thầy đầu tiên khi mở cửa trái tim thầy thấy sao? Dạ em thấy là hai bạn rất là xinh đẹp ạ. Và bạn ấy áo đỏ thì rất là dễ thương. Dễ thương mình tặng quà đi thầy. Bữa nay có cá sấu không? Thì, em cảm ơn. Tặng bạn. Dạ. Thầy ơi. Tài quả ai tư vấn cho thầy mua vậy? À có ông bà già nữa nè. Dạ chị dâu em tư vấn nè. Dâu em tư vấn. Em gái nó này. Dạ. Vâng ạ. Em cho thầy nắm tay cái. Dạ. Tay thầy quéo nãy giờ nắm cái thẳng thẳng tay ra chút. Ôi nắm hả? Bên đây có phần đặc biệt nha. Đó. Thấy chưa? Gái mạnh mẽ chưa? Bên đây có phần đặc biệt nha Tường. Bên đây là có ông bà hai người, một cặp. Bên đây là một cái nấm như là một con vịt thôi. Ủa vậy hả? Có sự khác nhau, chị Tường phải để ý kỹ. Đâu. Không có hai. Một con vịt thôi, đi hai con vịt. Hai con vịt, có cặp, có đôi. Hai con vịt, Hai con vịt. Nãy tôi định đắc ông anh rồi, ông anh kỳ quá chứ. Tự nhiên hai món quà giống nhau, thì ra nó có ý khác nhau. Có ý, phải để ý mới biết được. Rồi sao nắm hoài luôn hả Cưng? Ừ, rồi vậy luôn hả? Nè. Nắm hoài luôn hả? Cái đó mới nắm tạm thôi, rồi về phát biểu cảm nghĩ đi. Run không em? Dạ run chị. Có xa xuyến gì trong người chưa? Dạ có chứ ạ. Có hồi hộp chưa? Dạ hồi hộp hơn lúc đầu ạ. Rồi. Cảm xúc đây nè. Gái như thế nào? Cô gái viết văn và nhạc sĩ nữa nè. Cảm xúc khi mà mở cửa trái tim thì cảm giác em như thế nào? Dạ cảm thấy vui khi gặp mà hai anh ạ. Cảm thấy rất là run khi gặp mặt đối diện ạ. Mà đối diện ai rung, đối diện ghế đỏ rung hay đối diện ghế xanh rung? Dạ cả hai ạ. Có tặng quà, tặng ơ gì không? Dạ có ạ. Có. Tặng đi. Có đi, đó. Sách này là sách của em viết hay là sao? Dạ sách của em viết ạ. Wow. Cảm ơn Quỳnh Như. Dạ cảm ơn. Đây cho chị coi cái cặp mắt đó là sao? Mình có thương mình. Ý nghĩa cuốn sách này là nói gì ở trọng vậy Cưng? Dạ quyển sách này em viết lúc em ở Hàn Quốc ạ. Thì chủ đề mình có thương mình là ý là em thấy là khi mà mình muốn yêu thương một ai đó thì mình phải yêu thương bản thân mình trước. Tại vì đôi khi em thấy là có nhiều người á, bản thân mình bị quá nhiều sự tổn thương thì mình không biết được cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào thì mình sẽ khó mà yêu thương người khác được. Rất hay, một lập luận cũng rất là chính xác. Ấn tượng của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, ấn tượng với em thì đối với Quỳnh Như á, thấy cô bé này là rất là đa tài. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Còn đối với bạn ngồi ghế đỏ, bạn ngồi ghế đỏ thì em thấy là bạn cũng rất là cởi mở khi mà cần và muốn lên chương trình để tìm một cái tình cảm. Em nghĩ là bạn cũng có nhiều nét tương đồng với em, cái sự vui vẻ cũng có cái chút gì tâm linh. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút đi. Các bạn có thể trao đổi hai chàng trai mình mạnh mẽ hơn. Hỏi trực tiếp các bạn gái, muốn hỏi cô nào cũng được. Cho anh hỏi Quỳnh Như trước ha. Dạ. Quỳnh Như có nghĩ là mình một khi đã đăng ký tham gia chương trình, tại sao Như không thể là mình thoải mái mình hơn, mình có cái sự mới mẻ gì hơn để mình có thể là rộng mở và tìm tình cảm mình nó dễ hơn không? Dạ không, thật sự là khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Có nghĩa là một cái sự thay đổi trong con người của em rất là nhiều. Tại vì trước giờ là em không có nghĩ về cái chuyện yêu đương nhiều lắm. Nhưng mà tại vì em cũng có một cái biến cố khá là lớn của em trong cái năm vừa rồi á. Khi mà em mở quán cà phê, em có một cái quán cà phê năm ngoái. Thì khi mà em mở quán cà phê thì bản thân em phải tự vận hành và tự làm rất là nhiều thứ. Và nhiều khi em còn bị lừa nữa. Cho nên là đôi khi em phải tự hỏi ngược lại mình là tại sao mình là con gái mà mình cứ phải đi bươn chải rồi cứ phải kiểu giống như rất là mạnh mẽ bên ngoài như vậy và mình rất là cần ai đó bảo vệ. Và những cái điều đó thì em không thể chia sẻ với ba mẹ được, tại vì trước giờ từ nhỏ đến lớn là tất cả mọi thứ là em tự quyết định. Và em không muốn đem những cái điều mà buồn hay muộn phiền như với ba mẹ em hết. Và em muốn là thay vì là em mà phải có một cái người khác bảo vệ em. Em muốn như vậy tại vì em đã rất là mạnh mẽ trong suốt 28 năm qua rồi. Sao thầy giáo, bây giờ quay lại cái vụ mà đàn ông mà có giúp bạn gái hay giúp người yêu làm việc nhà không đó. Bây giờ có hai cổ đây nè, thầy giáo nói cái quan điểm của mình rõ ràng về cái quan điểm. Dạ, thì em nghĩ là cái đấy thì hoàn toàn làm được ạ. Vì em nghĩ là cứ ai cũng có thể làm được khi nào mà họ dỗi á.
Ví dụ như là chồng mà đi làm mà chưa về thì vợ hoàn toàn có thể nấu cơm bình thường. Còn vợ đi làm mà chồng về trước thì chồng cũng có thể là nấu cơm bình thường chứ không có thể là phân biệt ạ. À, có nghĩa là không giao cái việc đó cho riêng ai mà hai trong nhà rảnh yêu thương nhau thì cứ san sẻ với nhau đúng không? Vâng ạ. Em nghĩ là cái công việc của em làm á thì em nghĩ là phù hợp để làm công việc nhà hơn. Thì em nghĩ là em sẽ phụ vợ mình làm việc nhà cũng như là đi giao hàng. Mình có thể là phân chia công việc hợp lý. Dạ. Sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng. Thôi nhưng mà nói chung là yên tâm cho hai anh á, mình đã quay chương trình mày trên đây và ghép đôi thần tốc. Mà nếu trường hợp mà mình có lấy nhau là bồn giặt tròn tài trợ 3 năm. Thiệt. Giặt giũ 3 năm luôn. 2 trong 1. Còn ai muốn hỏi gì đối phương nữa không ạ? À? Em xin phép chị anh Đạt là cho em tặng quà hai bạn nha. Quà. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ. À, có nói gì nhắn nhủ gì không nè? Em nghĩ là Như, anh nghĩ là Như á, Như cần một chút gì đó phong thủy. Anh nghĩ là qua đó đó thì Như sẽ biết là cái tình cảm của mình á nó có cái sự thay đổi để có tìm đúng cái người mà em cảm không ơn. Biết nói là sao. Họ nhìn nhau là hiểu rồi đó. À, rồi anh tặng em cuốn sách tại vì em rất là vui vẻ. Em vui vẻ từ cái khả năng giao tiếp cũng như là lời nói. Thì anh nghĩ là có cái sự đồng điệu với anh một chút trong đó. Thì đến với chương trình thì anh cũng đã nói rồi. Nói lý nhí nhỉ. Thì anh cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Anh thật giỏi chốt sale em luôn á. Ok, em cảm ơn anh. Dạ. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Ở mỗi chiếc ghế của mình á, đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu xanh và một cái nút màu đỏ. Sau 5 giây thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tay đặt vào nút. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5 4 3 2 1. Người ấy sẽ cao mét 65 đến mét 7. Thôi nói đùa, thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Trong quảng nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một cái đối phương phù hợp cho mình. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Bấm. Nói thì sao chậm mà quý tay quý chân thì sao bấm lẹ vậy? Hả? Bấm lẹ thì bấm cái gì? Quỳnh Như, sao em không bấm? Dạ tại vì thường là em ít khi nào mà có cảm xúc liền khi mà lần đầu gặp mặt á. Em nghĩ là nếu như mà muốn tìm hiểu thì mình sẽ là bạn với nhau một khoảng thời gian. Sao em, tại sao em không bấm nút? Dạ thì khoảng giữa chương trình thì em đã có sự lựa chọn của mình. Tức là em cũng thích Hiệp. Bạn nữ là đồng điệu về tính cách, chị hiểu, vui vẻ. Chị cảm nhận được cái dạ. đó. Nhưng mà khi mà lúc mà mở màn ra thì thấy là Hiệp có cái sự thay đổi lựa chọn của mình, là Hiệp có vẻ là thích thầy giáo hơn. Bạn thầy giáo hơn. Dạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không có cái cơ hội nên mình không bấm. Dạ. Sao mình không cứ bấm đại màu đỏ đi? Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà bấm đại được chị. Không thì mình thích thì mình cứ bấm, còn người ta không bấm mình kệ người ta. Tất nhiên là em cũng sẽ bấm nút khi mà đúng cái con tim, đúng cái lý trí của mình. Nhưng mà khi mà thời điểm người ta không hướng về mình thì mình cũng là nó trì lại, nó phải suy nghĩ lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn hai em và mời cặp đôi của ngày hôm nay, Văn Phúc và Thanh Hiệp. Hai người nắm tay nhau và hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò. Đã có giây phút khởi đầu. Thầy, hãy bấm nút. Không muốn chơi ngược nữa.
ta vén bên đây rồi sao ổng hôn qua cái má bên kia sao vậy cưng? Má bên đây có cái micro hôn nó không đã à? Dạ dạ luôn hả? Trời ơi thầy dễ thương quá. Được rồi thôi bây giờ Tường sẽ chúc hai bạn có nhiều cái thời gian tìm hiểu nhau, mình có tin vui thì sẽ báo cho chương trình biết nha. Là sẽ được 3 năm tặng bột giặt miễn phí Choi 2 trong 1. Và bây giờ thì Cát Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng cho các bạn một phần quà, đó là We Well Young Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa tăng cường sức đề kháng. Mời. Hey, xin mời tặng em. Rồi tặng em. Tặng em. Đây tặng em. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Choi. Đây. Đây gửi tặng cho hai bạn trước nha. Đây, em cảm ơn. Đây. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm. 3 năm sử dụng bột giặt Choi miễn phí. Yeah.